là bệnh không chỉ gây ảnh hưởng đối với thể chất, tinh thần, kinh tế của người bệnh mà còn là mối nguy hiểm của cộng đồng bởi tình trạng lao kháng thuốc và số lượng người mắc lao trong cộng đồng chưa được phát hiện ngày một gia tăng. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 mà 3 năm qua, hoạt động phòng chống lao trong cộng đồng gặp không ít khó khăn. Trước tình hình đó, để công tác phòng chống bệnh lao đạt hiệu quả cao, tiến tới thực hiện mục tiêu từng bước chấm dứt bệnh lao, ngành y tế tỉnh Hưng Yên đã và đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động phòng chống lao tại cộng đồng, đặc biệt là sự nỗ lực trong công tác phòng chống lao của Bệnh viện Phổi Hưng Yên. Là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh chuyên ngành lao và các bệnh phổi, nòng cốt trong phòng chống bệnh lao. Dù đối mặt với nhiều khó khăn, song Bệnh viện Phổi tỉnh Hưng Yên đã nỗ lực vượt khó, quản lý và điều trị hiệu quả cho bệnh nhân lao. Bệnh lao tại Việt Nam hiện nay vẫn là một cái vấn đề hết sức là phức tạp. Theo Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo năm 2020, thì Việt Nam vẫn là xếp thứ 10 trên 30 nước có tỷ lệ bệnh lao mới tăng cao và xếp thứ 11 trên 30 nước có tỷ lệ lao đa kháng thuốc tăng cao. Và từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện thì là cái mục tiêu của thế giới là cơ bản chấm dứt bệnh lao vào năm 2030 đã đi chệch hướng. Còn tại tỉnh Hưng Yên thì trung bình mỗi năm là Bệnh viện Phổi phát hiện được khoảng 850 bệnh nhân lao các thể, trong đó có 500 bệnh nhân lao AB dương tính. Đây là cái nguồn lây chính ở trong cộng đồng hiện nay. Hiện nay thì bệnh lao đi song hành của các bệnh mãn tính như là đái tháo đường, ung thư, vân vân. Đây cũng là một cái nguồn lây và tôi cho rằng là ngày càng phát triển trong cộng đồng. Cái việc giám sát tại các cái tuyến huyện, tuyến xã là cũng có rất nhiều ảnh hưởng. Hiện nay thì các tuyến huyện thì cán bộ xã thì cán bộ chuyên khoa về lao là không có. Các cán bộ làm công tác kiểm nghiệm. Còn ở công tác phòng chống lao tuyến xã thì cán bộ xã thì làm thì cũng rất hạn chế và cũng có nguồn và kinh phí đáp ứng cho họ là chưa được thỏa đáng. Trước kia thì bệnh lao thì được miễn phí hoàn toàn. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 là tất cả bệnh lao thì là do bảo hiểm y tế chi trả. Cho đó còn một số ít bệnh nhân lao không có thẻ bảo hiểm, rất khó khăn trong cái chuyện mua thuốc. Và cuối cùng là có thể sự kết hợp cái sự y tế công và tư trong cái công tác phòng chống lao hiện nay là chưa được tốt. Bệnh viện Phổi Hưng Yên là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh hạng 2 với chức năng nhiệm vụ chính là khám chữa bệnh lao và bệnh phổi phế quản. Chính vì vậy, bệnh viện đã đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền pháp luật, chính sách về phòng chống bệnh lao, tuyên truyền cho người dân không mặc cảm, kỳ thị đối với người bệnh lao và chủ động tiếp cận sử dụng dịch vụ khám, phát hiện, chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao do ngành y tế cung cấp. Cùng với đó, bệnh viện đã đầu tư trang thiết bị y tế tiên tiến, hiện đại nhằm chẩn đoán, xét nghiệm, phát hiện bệnh chính xác, kịp thời như máy nội soi phế quản, máy chụp X-quang, kỹ thuật số, nội soi màng phổi ống cứng, xét nghiệm gen expert, nuôi cấy môi trường lỏng Burgit để tìm vi khuẩn lao, giúp chẩn đoán sớm và chính xác bệnh lao. Bệnh viện hoạt động với cơ cấu 12 khoa phòng, 136 cán bộ, trong đó có 28 bác sĩ. Đội ngũ cán bộ y tế dày dặn kinh nghiệm, tiếp nhận điều trị bệnh nhân lao theo phác đồ mới nhất của Bệnh viện Phổi Trung ương và mang lại hiệu quả cao. Qua đó, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc, điều trị cho người bệnh trên địa bàn tỉnh và một số khu vực lân cận. Tuy nhiên, đặc thù điều trị bệnh lao dài ngày, phác đồ điều trị ngắn nhất là 6 tháng, dài nhất là 20 tháng, đòi hỏi sự kiên trì của người bệnh. Tôi bị bệnh lao từ năm ngoái, thì tôi điều trị ở đây rồi đi nào. Về thấy nó cứ mệt mệt, thì tôi mới lại xuống. Đầu tiên thì nó chỉ có thấy nó đau, đau bả vai rồi đau đằng sau, thì cũng không nghĩ là bệnh phổi. Tôi điều trị đến bây giờ cũng được một tháng rồi, cũng đỡ nhiều. Bả vai mấy đằng sau không đau nữa, ngực cũng không đau nữa, cũng yên tâm. Và sức khỏe thì hồi phục luôn ban đầu. Tức là ban đầu bị được gọi là không ăn được, yếu. Đấy. Bây giờ thì đi lại tốt rồi, ăn uống cũng được. Khi bệnh nhân trong cái gia đình hoàn cảnh là khó khăn cho nên là cũng không có người nhà để chăm sóc. Gần như một phòng có 5 bệnh nhân điều trị thì chỉ có một bệnh nhân là có người nhà chăm sóc. Thế còn đâu bệnh nhân gần như là tự túc hết. Mà khi bệnh nhân uống thuốc nào vào thì nó rất là nặng, rất là mệt. Và lại phải tự mình để chăm sóc với bản thân nữa, xong lại ăn uống. Tại nhà bệnh nhân lại rất là
gặp rất nhiều các cái hạn chế để khi mà điều trị. Cái lời khuyên để dành cho bệnh nhân nếu như mà không may bị mắc bệnh nào thì chúng ta sẽ phải tuân thủ chặt chẽ cái nguyên tắc điều trị, cái phác đồ điều trị của bác sĩ đưa ra dành cho bệnh nhân. Và hai nữa là kết hợp cùng với cả người nhà là chế độ ăn uống, sinh hoạt và dinh dưỡng đấy, cho bệnh nhân. Thì khi chúng ta đã tuân thủ cái nguyên tắc điều trị nào thì chúng ta sẽ điều trị khỏi hoàn toàn 100%. Khi tiếp xúc với bệnh nhân Lao, rào cản lớn nhất là tâm lý của bệnh nhân hay buông xuôi, bất cẩn. Thêm vào đó, thời gian ở viện lâu, xa nhà dài ngày, để bệnh nhân yên tâm điều trị, bác sĩ phải khéo léo giải thích, động viên, giúp bệnh nhân ổn định tâm lý, duy trì phác đồ điều trị hiệu quả. Cái khó của những bệnh nhân điều trị Lao đây là phát hiện ở những giai đoạn nó đã tổn thương vào các phổi và nhu mô phổi. Dự phòng hay là cái điều trị về cái vấn đề sau này rất là khó khăn. Hai nữa là cái tinh thần của bệnh nhân rất là lo lắng khi mà ví dụ như là tổn thương vào đến nhu mô phổi thì có thể gây đến một hiện tượng là ho ra máu. Và ho ra máu mà ho ra máu sét đánh là bệnh nhân rất nguy cơ tử vong, nên là rất là lo lắng. Thứ hai nữa là bệnh nào thì hầu hết về người nghèo, chi phí điều trị hoặc là ngay như vấn đề là thuốc thang thì trước chương trình là cấp miễn phí nhưng bây giờ là theo bảo hiểm, nhưng mà cái quan trọng nhất là vấn đề điều trị, vấn đề còn là điều dưỡng nữa. Bệnh nhân nghèo, kinh tế không có, là ngay vấn đề ăn uống cũng khó khăn. Mọi người cần phải đi là tầm soát và đi khám sớm và thường xuyên, định kỳ, nhất là những đối tượng mà ví dụ như là có người nhà hoặc là xung quanh hàng xóm mà có người mắc bệnh Lao thì là mình đi khám sớm để phát hiện sớm, để điều trị sớm thì nó sẽ để ít để lại những di chứng hoặc là biến chứng. Làm việc trong môi trường có yếu tố lây nhiễm cao, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng tới tinh thần hết lòng vì người bệnh của các y bác sĩ bệnh viện phổi. Các chiến sĩ áo trắng chủ động nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao y đức, xây dựng phong cách làm việc thân thiện, hướng tới sự hài lòng của nhân dân. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân Lao được tận tình hướng dẫn, tư vấn, giáo dục sức khỏe, kịp thời giải quyết những băn khoăn, thắc mắc. Bản thân cũng lo lắng, chú đang ho ra máu. Sau này uống thuốc cũng được một tuần thì nó đỡ nhiều, sức khỏe tốt, ăn uống được. Thứ vào đây nó ổn định này thì chắc là dần dần nó sẽ khỏi. Thân em cũng rất là lo lắng khi biết tin bố mình bị tổn thương về Lao. Khi vào đây thì hoàn toàn tin tưởng sự chăm sóc, quan tâm của các bác sĩ trong bệnh viện. Gia đình rất là yên tâm khi mà bố điều trị tại đây. Với sự tận tâm, trách nhiệm trong điều trị, những năm qua, Bệnh viện Phổi tỉnh Hưng Yên đã giúp nhiều bệnh nhân hồi phục, khỏi bệnh, trở về gia đình. Không ít bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, đe dọa đến tính mạng, nhưng được chẩn đoán điều trị kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Có được kết quả này là nhờ hệ thống phòng chống Lao từ tỉnh đến phường, xã không ngừng được quan tâm, củng cố cả về số lượng và chất lượng. Công tác phòng chống Lao trên địa bàn toàn tỉnh đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu chuyên môn đề ra. Nhiều bệnh nhân được phát hiện sớm, điều trị khỏi hoàn toàn. Thỉnh thoảng tôi mới xuống được thì chăm sự tôi ở đây, tôi nhờ bác sĩ các bác ở đây chăm sóc hộ. Ở nhà tôi thì cũng có bận ấy, các cháu nhỏ thôi không xuống được ấy. Thì các bác ở đây nhiệt tình chăm sóc. Hiện nay thì tôi cũng đỡ. Xuống đây thì bác sĩ mới khám, mới chuẩn đoán là ra bệnh nào thôi. Bác sĩ tư vấn cho là nói chung là mình không sợ. Vì bác sĩ bảo cái bệnh này là chữa được. Tính như ngày hôm nay là được 18 hôm. Thì mai bác sĩ bảo là hôm nay cho ra viện. Tôi sẽ tuân thủ theo bác sĩ chỉ dẫn. Ngoài tích cực chăm sóc điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh Hưng Yên còn tăng cường chỉ đạo tuyến, thường xuyên kiểm tra, giám sát tại các tuyến để đánh giá hiệu quả công tác phát hiện, điều trị và quản lý bệnh nhân ngoại trú tại cơ sở, kịp thời nhắc nhở, sửa chữa những sai sót trong triển khai công tác phòng chống Lao. Chúng tôi tích cực tập huấn và đào tạo cho cán bộ tại bệnh viện, các cái tuyến huyện, tuyến xã, tăng cường tuyên truyền đến tất cả người dân về bệnh Lao để cho người bệnh phát hiện được các cái triệu chứng, các thời gian điều trị. Đây là yếu tố quyết định trong công tác phòng chống Lao. Tôi tin là năm 2035 là cơ bản chấm dứt về bệnh Lao. Để giảm bệnh nhân Lao, cần tăng cường các biện pháp khám sàng lọc, phát hiện, điều trị sớm và quản lý tốt bệnh nhân Lao tại cộng đồng. Đẩy mạnh việc áp dụng các kỹ thuật mới vào khám, phát hiện, chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh Lao. Các cơ quan, tổ chức, người bệnh, người nhà bệnh nhân tham gia tích cực tuyên truyền về bệnh Lao để mọi tầng lớp nhân dân hiểu và chủ động phòng chống bệnh Lao. Người dân cũng cần nâng cao ý thức để cùng với ngành y tế đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh Lao nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Chủ đề của Ngày Thế giới Phòng chống Lao 24 tháng 3 năm 2023 trên toàn cầu là Chúng ta có thể chấm dứt bệnh Lao. Chủ đề năm nay mang đến nhiều hy vọng
và niềm tin mạnh mẽ như một lời khẳng định đanh thép của tất cả chúng ta rằng việc chấm dứt bệnh lao là hoàn toàn có thể.